chào bà con và quý khán giả đã chọn xem bản tin 365 ngày chuyển động của chúng tôi. Bản tin luôn mang đến những thông tin nông nghiệp hữu ích ở các vùng miền, nhất là trong thời hội nhập, Lâm Đồng là tỉnh đang thử nghiệm đi đầu ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp với những mô hình sản xuất hiệu quả. Còn hôm nay bản tin có thông tin nào, mời bà con và quý khán giả cùng điểm qua. Bắt được thủy quái cá hô vàng khủng trên sông Tiền, cư dân Vĩnh Long bỏ túi hơn 300 triệu đồng. Nhận diện cá thu mực một nắng côn đảo bằng cách nào? Địa phương đã dán nhãn hiệu nhận diện, mời quý khán giả cùng tìm hiểu. Nỗi buồn tiếp diễn đối với nhà vườn trồng cà phê, hồ tiêu. Hoa nhập khẩu về Lâm Đồng ồ ạt phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết Kỷ Hợi 2019. Ông bà ta thường nói, đàn ông là cái giỏ, đàn bà là cái hôm. Việc trao sinh kế cho phụ nữ nông thôn đang giúp nhiều gia đình ở Lâm Đồng vươn lên nhờ vào ý chí thoát nghèo và sự cần kiệm chi tiêu. Mở đầu thị trường nông nghiệp trong ngày hôm nay là thông tin khá thú vị cho nhiều người, nhưng cực kỳ vui cho ai bắt được con thủy quái trên sông Tiền. Nghe chị Thư Kiều giới thiệu như vậy thì chắc là quý khán giả và bà con đang rất là tò mò. Thưa quý vị, mới đây thì ngư dân ở cầu Cái Cha Lớn, xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long giăng lưới trên sông Tiền, đoạn gần cầu Mỹ Thuận để tình cờ bắt được một con cá hô vàng hơn 125kg và bán được với giá trên 300 triệu đồng. Đây là con cá hô vàng quý hiếm có chiều dài khoảng 1,5m, nặng hơn 125kg. Ngư dân này đã bán được cho một chữ cá ở huyện Mang Thít và được cơ sở này chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh bán lại cho các nhà hàng với giá 2,5 triệu một ký, tổng trị giá con cá trên 312 triệu đồng. Gần đây trên sông Tiền, sông Hậu, người dân thường xuyên bắt được cá khủng như vậy, khi bán thì cho thu nhập cũng rất cao. Đó là một sự may mắn của mỗi người, bởi vì ngoài tự nhiên hiện giờ thì cá bự như vậy cũng không còn nhiều. Xin được tiếp tục với thông tin khác liên quan đến thị trường ba ba cua đinh ở Hậu Giang. Theo một số hộ nuôi ba ba thì trên địa bàn huyện Châu Thành A, hiện nay giá ba ba thương phẩm được thương lái thu mua là 360.000 đồng một ký, tăng khoảng 40.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó thì giá cua đinh thương phẩm thời điểm này cũng dao động từ 500 đến 520 ngàn đồng một ký, tăng khoảng 50 ngàn đồng một ký. Các hộ nuôi dự đoán mức giá này nhiều khả năng không tăng thêm bởi từ nay đến Tết Nguyên Đán thị trường tiêu thụ không có xu hướng tăng thêm, nhưng đây cũng là mức giá khá cao và có lời nên là ai cũng vui cả. Theo người nuôi, thời gian tiêu thụ mạnh nhất thường rơi vào thời điểm sau Tết, lúc khoảng tháng 4, tháng 5 âm lịch khi thời tiết nắng nóng. Được biết, ba ba và cua đinh, thịt hầu hết bán cho thương lái thu mua, mang đi tiêu thụ ở các thành phố lớn như Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Cua đinh, ba ba, rắn rùa, vân vân là những đặc sản rừng được thuần nuôi thương phẩm. Những món này được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Tỉnh Hậu Giang đang xây dựng thương hiệu cho ba ba và cua đinh để nâng cao giá trị con vật nuôi này hơn nữa. Nếu như có thương hiệu thì khi nhìn vào đặc điểm nào đó của sản phẩm thì sẽ nhận ra là đó là sản phẩm của tỉnh nào liền, không nhầm lẫn vào đâu được. Như là đặc sản cá thu một nắng và mực một nắng của Côn Đảo và địa Vũng Tàu đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận. Theo đó thì hải sản tươi ngon của hòn đảo này sẽ được đóng logo trên bao bì để người mua nhận diện. Gắn nhãn hiệu nhận diện cá thu mực một nắng cũng là cách để Côn Đảo thu hút khách du lịch đến với mình nhiều hơn. Mời bà con và quý khán giả cùng tìm hiểu đặc sản này. Cá thu một nắng và mực một nắng ở Côn Đảo đã nổi tiếng từ lâu. Nhiều du khách đến đảo khi về đã mua loại hải sản này làm quà. Hai cơ sở được Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo cho phép sử dụng chứng nhận nhãn hiệu cho biết cá thu một nắng và mực một nắng Côn Đảo khác biệt với hải sản cùng loại ở các miền biển khác là bởi được đánh bắt trong ngày nên tươi. Hiện trung bình mỗi ngày bán được 100kg cá thu một nắng. Theo kiểm nghiệm, phân tích cá thu mực một nắng Côn Đảo có chất lượng vượt trội so với các vùng biển khác. Nhà vườn trồng hồ tiêu và cà phê tỉnh Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên Đông Nam Bộ nói chung sẽ buồn lâu hơn trong một thời gian nữa vì hiện nay giá hai loại nông sản này chưa có dấu hiệu tăng trở lại do ảnh hưởng cung cầu thế giới. Cụ thể thì giá tiêu và cà phê được ghi nhận như sau. Giá cà phê nguyên liệu đi ngang. Hiện tại cà phê Tây Nguyên đang dao động trung bình khoảng 33.100 đến 33.800 đồng một ký. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch hôm 10 tháng 12, giá cà phê tại huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng ở mức 33.100 đồng một ký. Cà phê tại Di Linh, Lâm Hà có mức giá thấp hơn, ở mức 33.000 đồng một ký. Giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 33.800 đồng một ký. Còn tại Kon Tum và Đắk Nông đang có giá 33.600 đồng một ký. Giá tiêu dao động ở mức từ 53 đến 55 ngàn đồng một ký. Giá tiêu tại Chư Sê, Gia Lai đang giữ ở mức 53 ngàn đồng một ký. Giá tiêu tại Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu đang có mức giá 56 ngàn đồng một ký.
Đây vẫn là địa phương có giá tiêu cao nhất khu vực. Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Ea Hò Leo, Đắk Nông, Gia Nghĩa có giá 56.000 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai đang có giá 54.000 đồng một ký. Giá tiêu tại Bình Phước bán ở mức 55.000 đồng một ký. Ớt là một loại cây rất dễ trồng và phù hợp với khí hậu Lâm Đồng. Rất nhiều người đã chọn ớt làm loại cây trồng để làm nguồn thu nhập chính bởi ớt mang lại kinh tế cao. Tuy nhiên thì loại cây nào cũng sẽ bị sâu hại làm hỏng đi những bộ phận trên cây. Trong đó thì bọ trĩ được xem là loài côn trùng phá hại mạnh mẽ nhất trên cây ớt, đặc biệt là trong giai đoạn mùa khô. Vậy thì đặc điểm bọ trĩ gây hại như thế nào, ảnh hưởng đáng kể trên ớt chuông ra sao để bà con sớm có cách phòng trị đảm bảo năng suất cây trồng? Mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi. Bọ trĩ là loài sâu hại rất nhỏ và mảnh, chỉ nhìn thấy rõ nhất nhờ kính lúp. Thiệt hại chủ yếu gây ra bởi bọ trĩ cho cây ớt là trung gian truyền virus héo đốm cà chua. Virus chỉ có thể được mang đi bởi bọ trĩ ở giai đoạn non, trong khi việc truyền bệnh từ cây sang cây chủ yếu xảy ra do bọ trĩ trưởng thành. Bọ trĩ trưởng thành có thể truyền virus trong cả phần đầu còn lại của chúng, mà có thể kéo dài 30 đến 45 ngày. Mật độ bọ trĩ cao có thể gây thiệt hại khi chúng ăn hại cây, làm cho lá quăng và méo mó, hoa biến dạng và tạo nên những miếng giá từ trắng tới bạc trên lá đàn chú, mà thường có những vết bẩn, phân đen nhỏ trong đó. Kính thưa bà con và quý khán giả, bên cạnh những giống hoa truyền thống quen thuộc thì người tiêu dùng luôn muốn tìm kiếm những giống hoa mới lạ, đẹp để mà chiêm ngưỡng và làm đẹp cho không gian nhà của mình. Nhu cầu ngày càng cao cũng tạo cơ hội cho nông dân Lâm Đồng và các doanh nghiệp lớn mở rộng quy mô sản xuất. Nhu cầu chơi hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 ngày càng lớn. Nhiều công ty đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nhập khẩu các giống hoa của nước ngoài để cung cấp cho người dân gieo trồng. Các loại hoa được nhập khẩu là chủng loại hoa cao cấp có giá trị kinh tế cao như là hoa tulip, lily, cát tường, cẩm chướng, lan hồ điệp. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, tính đến cuối tháng 11, toàn tỉnh có 14 công ty nhập khẩu với số lượng trên 65 triệu củ cây ngọn hạt cành hoa của 44 chủng loại hoa từ Hà Lan và các nước châu Âu về gieo trồng trên diện tích 740 ha. Tập trung ở các địa bàn thành phố Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương và Lạc Dương. Hầu hết những giống hoa này được các đơn vị nhập khẩu từ rất sớm, trước Tết 4 đến 5 tháng, để phục vụ cho nhu cầu gieo trồng, sản xuất hoa Tết Nguyên đán tại địa phương. Nông dân miền Tây cũng tìm những giống hoa kiển độc lạ về trồng, phục vụ người tiêu dùng, trong đó thì tập trung cho kiển mini. Dạ, hiện tại thì có một nông dân ở miền Tây đang thu lời hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ một loại cây rất quen thuộc ở các làng quê. Tôi đố chị Thư Kiều đó là cây gì? Nếu như mà ở làng quê thì tôi nghĩ có dừa, tre, trúc, rồi mía, lúa, vân vân. Nhưng mà nếu làm kiển thì tôi nghĩ đó là trúc, không biết là có phải không anh Minh Thiện? Chị Thư Kiều cũng khá là nhạy thông tin. Thưa quý khán giả và bà con, một điều đáng học hỏi anh nông dân miền Tây này là diện tích rất ít, chỉ 1.000 mét vuông thôi. Nhưng mà cách làm của anh vốn thì ít lại cho lợi rất cao. Mời bà con cùng tham khảo mô hình này từ Cộng tác viên ghi nhận sau đây. Được biết, anh Nguyễn Anh Tú, ngụ tại ấp Kênh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, đã bắt đầu trồng tre điền trúc từ năm 2012. Với diện tích 1.000 m2, anh trồng được gần 70 bụi tre, mỗi bụi trung bình khoảng 8 cây. Nhờ thích hợp với đất trồng và chăm sóc hợp lý, cây tre đã phát triển nhanh và tốt. Sau 18 tháng ươm cây giống, măng tre mọc liên tục và cho thu hoạch quanh năm. Theo anh Tú, tre điền trúc cho măng lớn, thơm ngon nên người tiêu dùng ưa chuộng. Thương lái đến tận vườn thu mua, bình quân mỗi ngày anh thu hoạch từ 20 đến 40 măng tre. Mỗi măng nặng 1,2 đến 1,4 kg. Mùa thuận từ khoảng tháng 2 đến tháng 10, giá bán măng dao động từ 7 đến 8 ngàn đồng mỗi ký. Mùa nghịch khoảng từ 20 đến 40 ngàn đồng một ký. Sau khi trừ đi chi phí đầu tư, mỗi năm anh thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Ở nông thôn, làm ruộng, canh tác trên nương rẫy là công việc thường ngày của các nông hộ. Tuy nhiên, đối với những gia đình không đủ đất canh tác, thì một số thành viên, đặc biệt là người phụ nữ, thường đến những nơi khác để làm thuê, làm công nhân, để trang trải cho sinh hoạt hàng ngày. Và để giữ chân lao động địa phương, giải quyết thu nhập lúc nông nhàn cho phụ nữ nông thôn, hỗ trợ phụ nữ nghèo, nhiều mô hình đã được triển khai, trong đó có việc trao phương pháp sinh kế cho những người phụ nữ để họ tự chương lên bằng sức của mình, phát triển kinh tế gia đình đã mang lại hiệu quả tại những vùng nông thôn của tỉnh Lâm Đồng. Ghi nhận hiệu quả từ việc tạo công ăn việc làm cho phụ nữ đã làm thay đổi diện mạo nông thôn như thế nào qua phóng sự sau đây. Nhận được đơn hàng mới, các chị em tổ may mặc gia công lại tập trung tại nhà của một thành viên ở xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻ. Người cắt, người may, người kiểm tra thành phẩm cuối cùng và sắp xếp sản phẩm.
Trong tiếng mái mai đều đều là tiếng nói, tiếng cười, tiếng kể chuyện của các chị về việc nhà, việc đồng áng. Với hơn 20 thành viên, tổ mai mặc gia công không chỉ giúp các chị có thêm thu nhập lúc nông nhàn mà còn trang bị thêm kỹ năng về cắt may quần áo, đáp ứng tiêu chuẩn của các đơn hàng xuất đi các thành phố lớn trong nước. Với phụ nữ nông thôn thì cái việc làm này rất là có ý nghĩa. Tại vì nông thôn thì người ta chủ yếu là làm nông, cái thu nhập là rất là thấp và là nó là bấp bênh. Mà cái thời gian nhàn rỗi thì rất là nhiều. Vì vậy mà giờ để mà cái thời gian nhàn rỗi đó thì mình tận dụng được thì mình làm vào cái công việc này để thêm cái thu nhập thì nó rất là tốt. Làm ruộng, làm rẫy thì nói chung là mình chỉ tranh thủ thời gian thôi, vì con cái, nhiều chị có con nhỏ nên mình cũng tranh thủ thời gian để làm thêm, phụ thêm trong gia đình vậy đó. Hàng này thì nó làm quanh năm nên thu nhập bình quân một tháng thì chắc cũng được từ 3 đến 5 triệu, nói chung là nó cũng tùy theo hàng nữa. Bên cạnh tổ may mặc gia công thì tổ hợp tác gia công Len, xã Đà Kho, huyện Đà Tẻ cũng là một trong những mô hình thu hút và tập hợp những phụ nữ nông thôn lúc nông nhàn. Tại đây, những bộ phận của một chiếc áo Len sẽ được chuyển đến từ các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua quá trình lắp ráp thành phẩm hoàn chỉnh, những chiếc áo Len này sẽ được kiểm tra và chuyển đến các doanh nghiệp để xuất khẩu. Đối với những chị em có nhu cầu gia công sản phẩm tại nhà, sẽ được tổ hợp tác hỗ trợ về máy móc. Với thu nhập từ 3 đến 10 triệu đồng một tháng, công việc nhẹ nhàng lúc rảnh rỗi đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hội viên phụ nữ vùng nông thôn Đà Kho này. Đây cũng là một trong 12 mô hình sinh kế của phụ nữ huyện Đà Tẻ triển khai trong thời gian qua. Mình làm ở dưới thành phố đó, là quen mấy chị em ở dưới đấy cũng kiểu cũng gia công đó. Thế mình lấy hàng về làm dần dần là quen, nói chung là do mình công việc của mình ấy, mình quen dần dần là liên hệ được với công ty, thế là trực tiếp là lấy trên công ty. Cái này thì nó khó, thì không phải là khó mà nó hơi tỉ mẩn. Nếu như mà mình yêu nghề thì nhanh ý một tí thì học cũng nhanh thôi. Đây là cái xu thế mới mà chị em phụ nữ của nông thôn này đang tìm tòi, đang hướng đến. Và Hội Phụ Nữ huyện thì cũng mong muốn là trong thời gian tới sẽ phát triển thêm những cái tổ liên kết như thế này đến các xã thị trấn. Để cho cái phụ nữ nông thôn nó là có việc làm ổn định hơn. Phụ nữ dù ở thành thị hay nông thôn đều đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, xây dựng gia đình hạnh phúc. Giải quyết việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn không chỉ giúp họ có thêm thu nhập gia đình, giữ chân lao động mà còn góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, tiến bộ, văn minh tại những vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Lâm Đồng, để từ đó thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương ngày càng phát triển hơn. Ông bà xưa thường nói, chồng như cái giỏ, vợ như cái hôm, như đúc kết về cách quản lý tài chính gia đình, hiểu đơn giản là đàn ông kiếm tiền, về cho vợ quản lý và chi tiêu. Và điều này cần có sự tin tưởng, chia sẻ trách nhiệm với nhau. Anh Minh Thiện có đồng ý như vậy không? Vậy mà hiện nay, ngay cả phụ nữ cũng được tạo công ăn, việc làm, thì tài chính sẽ đội lên nhiều lần. Về chi tiêu gia đình thì vẫn cho phụ nữ chịu trách nhiệm chính, đúng không ạ? Một khi người dân có công ăn, việc làm thì cuộc sống của họ sẽ được cải thiện, góp phần phát triển kinh tế. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai. Nếu như có ý kiến phản hồi, đóng góp hay là tìm hiểu thêm về cây còn giống mới, bà con hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc số điện thoại 0263 3829 930.